Đúng rồi, từ một lầu đưa xuống từ tầng lên tầng. Dạ dạ dạ, ok. Đưa lên cảnh nó đưa hai mặt. Hả? Dạ dạ dạ. Rồi cái hàng tiếp tới bên đây con coi kiểm nó số nhà hộ dân nha. Có tay đâu? Đứa nào lên trên đầu. Chúng tại lô C. Kính mời tất cả các bà con ở trong nhà không được đi di chuyển ra ngoài hành lang. Thì tiếp tục cái hành trình sang cùng đồng hành với lại trung đoàn gia đình tổng tư lệnh của thành phố Hồ Chí Minh để mà kết hợp đem những chia sẻ những phần quà nghĩa tình của tất cả quý vị mạnh quân trong nước và ngoài nước để nhằm mục đích để mà chia sẻ đến cho bà con người dân trong cái mùa đại dịch này để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Bất chấp ra thì quý vị cũng thấy trong suốt những ngày qua cái hành trình này thì cái việc mà họ tìm nguyện BDF tập kết được cái lượng hàng hơn 100 tấn hàng gồm gạo, mì, rồi nước mắm, nước tương, rồi đồ ăn, cá mồi, vỏ, cũng phải tìm cái vỏ nào cho nó chắc để mà khi mình chẩu lên để mình đem đến cho bà con. Vì cái việc tập kết nó rất là khó khăn và đầy gian nan, quý vị cũng biết là trong những qua những cái video trước quý vị đã thấy. Thì khi mà mình tập kết rồi và cái việc mà mình phải phân loại ra để mà mình vô được một vỏ quà để chia sẻ đến cho bà con cô bác thì cái đó là một cái quy trình nữa. Có quy trình mình để vận chuyển đem xuống ở đây để làm sao đưa lên đó đến cho bà con người dân ở tại địa phương. Đó là lại một cái quy trình nữa. Tất cả những cái việc này thì Sang đã lên danh sách cũng như là lên kế hoạch trước cái ngày 23 tháng 8 rồi. Đó, trước đó là nửa tháng rồi. Thì khi mà Sang đã lên kế hoạch để làm sao mà mình đưa được những cái giỏ quà này đến cho bà con người dân tận nhà, mỗi nhà đều có một giỏ quà. Hầu như là mình đã tập trung ưu tiên trước hàng đầu cho những cái lốc chung cư như thế này. Thì một mình phải dùng những cái xe cẩu để mình đưa lên để gửi đến cho bà con nhanh nhất có thể là giảm được cái sức lực và giảm được cái thời gian cho lực lượng bên bộ đội cũng như là họ tình nguyện BDF. Và đồng thời trong cái việc phát quà thì chúng ta không nên làm tự phát, chúng ta phải kết hợp với ban ngành địa phương và để mà chúng ta làm sao để đúng được cái chỉ thị của chính phủ và đồng thời đó là đảm bảo được cái việc 5K để mà làm sao có tránh cái việc lây lan. Là mình làm tự phát thì nó rất nguy hiểm, nó sẽ đi ngược lại cái việc mà phòng chống dịch của chính phủ cũng như là các cấp lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là khi mà làm việc đó thì Sang đã lên kế hoạch cũng như là phương án tất cả trường hợp. Thì tất cả những cái hồ sơ mà của những cái lốc chung cư như thế này, những hộ dân nào từ ở quận 10, quận 8, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, Hóc Môn, dân thì Sang đều có tất cả những cái danh sách trước hết rồi. Cho nên là chia sẻ những cái phần quà nào rồi gửi đến với bà con trong cái số lượng quà có hạn. Thì trong cái sức lực của anh em mình có hạn, rất mong những cái phần quà này phải chia sẻ đến cho bà con để mà giúp cho bà con vượt qua những cái khó khăn này. Đó là cái niềm vui và hạnh phúc của tất cả những mạnh thường quân cũng như là lực lượng ban ngành chức năng của lực lượng trung đoàn gia đình để mà nhằm mục đích chia sẻ. Thì trong đó là bao gồm tất cả là những cái lực lượng xe cẩu nè, lực lượng xe bán tải của tổ dân nè, rồi tầng nguyện viên, rồi chỗ anh Long Bảy Chủ Quan cho mượn kho, nói chung là rất là nhiều. Thì tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực để mà chia sẻ cái tình yêu thương này, mong làm sao gửi đến cho bà con người dân là rất là quý, rất là vui mừng. Thì qua đây Sơn cũng còn mong làm sao chúc cho bà con mình đó sớm giữ được cái sự bình yên, giữ được cái sức khỏe để chúng ta vượt qua những cái khó khăn này. Thì gắng cố gắng thêm chút xíu nữa bà con ơi, mà mình sẽ vượt qua, mình hãy cố lên, mình phải chấp hành những cái gì mà bên Bộ Y tế người ta đưa ra. Thì mình đảm bảo sức khỏe cho mình thì mình đảm bảo được cái sức khỏe cho người khác, là mình tránh cái việc lây lan cho người khác. Thì chúng ta chỉ cần là chung nhau đồng lòng, chúng ta không được chia rẽ, chung nhau đồng lòng để mà vượt qua khó khăn. Đó là cái thông điệp mà tất cả mọi người cùng nhau để mà vượt qua. Sơn mong rằng Sài Gòn sẽ mau sớm hồi phục, vết thương này sẽ mau sẽ lành để giúp cho bà con quay trở lại cuộc sống bình thường. Trong cuộc sống chúng ta phải có cái nền kinh tế đi đôi, thì chúng ta phải cố gắng chấp hành nghiêm những cái chỉ thị để chúng ta quay lại cái cuộc sống nền kinh tế. Vì thành phố Hồ Chí Minh là cái nền kinh tế chạy dài khắp cả nước, cho nên không thể mà cả thành phố không thể nào mà ngủ yên như vậy ngoài được. Hãy cố lên bà con ơi, người dân Sài Gòn cố lên, chúc bà con nhiều sức khỏe. Bây giờ mời quý vị khán giả xem qua những cái quy trình mà Sang đổ những phần quà lên trên chung cư như thế nào.
nha cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong những cái phần quà này á, là tất cả những cái giá trị phần ăn cơm của mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, và để mà chia sẻ, mong muốn chia sẻ cùng với hội và chính quyền các cấp ở ban ngành để mà hỗ trợ giúp cho bà con vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn này. Dạ, hôm nay thì có cái xe này anh, thì mình cái xe anh nói là từ đầu rồi, còn cái tiếng thì nó phá nát hết rồi. Mình triển khai những cái xe cẩu này thì bảo thì... nào kêu lại đừng đọc lon, kêu đừng đọc lon. Anh cái mình triển khai xe cẩu này thì nó hỗ trợ được cho mình những cái chung cư này mà lên 4 tầng 4 tầng 5 khó khăn như thế nào, hỗ trợ được mình những gì anh? Thì cái kế hoạch này mình đã lên phương án kế hoạch này trước cái ngày mà 23 tháng 8 để mà đưa vô cái lệnh mà giãn cách xã hội. Thì lúc đó mình đã tính toán được cái phương án này rồi, khi mà giãn cách xã hội nó sẽ kéo dài thì chắc chắn là cái vấn đề mà thiếu thốn về cái lương thực của bà con thì sẽ gặp khó khăn ở trong cái vấn đề này. Thì cho nên mình lên phương án là mình giúp tới trước cho những cái lốc chung cư, mà đặc biệt là những chung cư cũ như vậy, rồi hơn 50% là người dân lao động để thuê nhà, hoặc là những người mà có ở nhà ở tại chung cư này thì đã ở lâu đời lâu năm rồi, người ta không có được cái kinh phí để mà người ta chạy ra khỏi những cái chung cư cũ này mà mình ta ở những cái chung cư mới, cũng là tầng lớp lao động thấp không. Cho nên mình phải lên phương án mình phục vụ cho những cái lô chung cư này, vì những lô chung cư như vậy không có được cái đội thiện nguyện nào mà để mà xách quà đem lên cho bà con, thì mỗi một lần xách quà lộ bộ lên nó rất là gian nan. Cho nên mình nghĩ trong đầu là hỗ trợ trước những cái lô chung cư bằng những cái xe cẩu này, thì mình đó là tính phương án xe cẩu mình dùng đưa lên là trên này là lực lượng bộ đội sẽ gãy giải quà đi từng nhà. Thì như vậy nó hạn chế cái việc mà tụ tập bà con để phân phát, thì nó tránh cái việc mà lây chéo, nó đi ngược lại cái việc mà nghị định mà của chính phủ để giãn cách. Cho nên mình đã lên phương án cái này nó lâu rồi, thì bây giờ là mình phải triển khai. Nếu có được có hàng chục ngàn cái phần quà này hỗ trợ mấy chục ngàn nhân khẩu, thì trong cái thời điểm dịch này cái việc đi gom mua thu mua thì nó rất là khó khăn, không có chỗ nào làm hết mà không có ai bán. Cho nên mình thu gom về những cái gạo, mì, đó, rồi nước tương, rồi dầu ăn, rồi bột nêm, rồi cá mồi. Thì mỗi một giỏ quà như vậy đó mình gom là 7 món. Thì luôn mình phải đặt luôn cái túi sách để cho bà con sách. Và đặc biệt đặt cái túi sách sao phải có hai cái quay để mình tính cái phương án cũ nó không bị đứt cho nó chắc. Mình đặt mình mua cái túi. Thì cái quá trình mà gom hàng nó rất là gian nan. Rồi sau đó mình tập kết về đó, mình với lại bên hội thiện nguyện BDS, thành viên với lại lực lượng trung đoàn gia đình đó, thì hỗ trợ mình từ đầu tới giờ là để mà tiên giác cho phân bổ quà vô trong một cái giỏ. Thì để như vậy thật sự là nó quá một cái quy trình nó rất là dài và gian nan. Còn xe thì mình triển khai xe có khó khăn như thế nào không? Xe thì thật sự rất là khó khăn. Thì trong những ngày giãn cách xã hội này mình tìm xe để mà đi vận chuyển những cái này rất là khó. Thì may là bên mình là có một cái lực lượng phản ứng nhanh và từ nào giờ để hỗ trợ chở quà dùm cho bà con là đội bán tải, là một của bên ở chỗ anh Văn. Và kế tiếp nữa là bạn ngủ đường xa, thì mình gọi mấy anh em bạn ngủ đường xa để hỗ trợ xe. Rồi bắt đầu mới gọi xe cẩu. Xe cẩu là ngày hôm qua nhưng mà bốn kia chứ làm 14 lớp thì tới tập trung tới 3 chiếc xe cẩu là mới kịp trong ngày. Nhưng trời mưa mình phải gắng làm, sợ nó không ướt gạo rồi bà con không có ăn tội nghiệp. Cái hiệu quả mà những cái xe cẩu mang lại như thế nào anh? Nó ví dụ như là một buổi mình phát được 1-2 lô, nếu mà phát buổi con bây giờ có xe cẩu mình phát năng suất cao hơn như thế nào? Nếu mà tính là xe cẩu mình phát như vậy thì nó năng suất gấp 10 lần là mình lộ bộ. Gấp 10 lần. Tại vì lộ bộ thì giờ mình xách tới mỗi một lô như vậy là 48 giỏ. 48 giỏ thì mình phải cần 48 con người phải cầm mỗi một người một giỏ ôm chạy lên tới lầu, không thể nào ôm hai giỏ rồi chạy lên rồi chạy xuống là tới lầu thứ hai chắc chắn mấy anh em đuối là phải nhảy đó, chắc chắn là phải đuối thôi, nhảy thôi. Còn xe cẩu là mình làm liên tục mà nó không làm được, cho nên nó hiệu quả của nó gấp 10 lần hơn, rồi nó giảm được cái sức lực và mình duy trì mình kéo mình làm được ngày này qua ngày nọ, ngày này qua ngày nọ để gửi đến cho bà con. Hôm nay mình phát bao nhiêu phần quà đó? Hôm nay mình phát bao nhiêu phần quà? Bữa nay là chở trên xe là tổng cộng là 2.500 phần quà. Tất cả trên xe là 2.500 phần quà. Khi mà phát xong mà thiếu bắt đầu xe quay về kho bắt đầu chở lên tiếp nữa. Đó, để từ đây tới chiều là phải cho nó xong, hoàn thành cái phần chính và phần 3. Phần 3 còn một bên đó là mấy lớp. Ngày mai bắt đầu mình mới di chuyển qua Bình Tân. Bình Tân mình hỗ trợ Bình Tân vào quận 1, là mình làm ở quận 8. Nói chung là mình làm từng quận 1. Riêng ở chung cư này là 900 phần ha. Chung cư này hơn 900 xuất.
hơn cứng công suất, trong đó là nó sẽ có phát sinh những cái hộ, ví dụ giờ người ta có một căn nhà người ta cho thuê 2-3 phòng, những người công nhân đó là ví dụ ta tính là một công nhân sinh thành. Hôm nay mình nhận quà thì cảm thấy như thế nào cô? Quá trình sung sướng và quá trình hạnh phúc, cảm ơn đoàn từ thiện Tấm Tràng, cảm ơn nhà nước. Em được hỗ trợ những gì ạ? Cũng gạo, rau củ. Xin thông báo hiện nay đội điều trị xe đang đổ hòa lên chị thấy cái cẩu này á, nó như thế nào, nó giao hàng cho người dân á, chị thấy có đặc biệt không? Cái cẩu này đưa đến tận nhà luôn, cái cẩu này đưa lên tới lầu 3 đưa đến tận nhà luôn à, bộ đội rất là chú đáo, đưa đến từng nhà luôn, rất là chuyên nghiệp. Dạ cảm ơn chị, hợp tới đầy đủ ạ. Dạ chuẩn bị những gì? Dạ cảm ơn chị.